chọn nghề nhà giáo. Sớm phải đi, tối muộn mới trở về. Em trả lời, đó là niềm đam mê, là mơ ước mỗi khi em còn bé. Anh hỏi em, cả tuổi xuân tươi trẻ, bụi phấn rơi, tiếng thổ thế còn đâu? Em trả lời là tình yêu ban đầu. Em hãy chọn cho mầm non dấu yêu. Anh hỏi em, bao vất vả ai thấu? Bài giảng nhiều, áp lực cứ kề bên. Em trả lời, tiếng nói cười bên thềm của học trò, giúp em thêm vững bước. Anh hỏi em, con đường ở phía trước là giáo viên, nhiều người khước từ theo. Em bảo rằng dù cuộc sống có nhiều, em vẫn giữ và nguyện mãi mãi theo. Nghề nhà giáo sớm phải đi, tối muộn mới trở về. Em trả lời, đó là niềm đam mê, là mơ ước mỗi khi em còn bé. Anh hỏi em, cả tuổi xuân tươi trẻ, bụi phấn rơi, tiếng thổ thế còn đâu? Em trả lời là tình yêu ban đầu. Em hãy chọn cho mầm non dấu yêu. Anh hỏi em, bao vất vả ai thấu? Bài giảng nhiều, áp lực cứ kề bên. Em trả lời, tiếng nói cười bên thềm của học trò, giúp em thêm vững bước. Anh hỏi em, con đường ở phía trước là giáo viên, nhiều người khước từ theo. Em trả lời, dù cuộc sống có nhiều, em vẫn giữ và nguyện mãi mãi yêu. Em trả lời, dù cuộc sống có nhiều, em vẫn giữ và nguyện mãi mãi yêu. Em trả lời, dù cuộc sống có nhiều, em vẫn giữ.